Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Bảo Anh, mình đang là giảng viên tại Trung tâm Âm nhạc Nghệ thuật Adam. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết là những bước đầu tiên. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo lắp kèn. Như các bạn đã thấy, đây là cái hộp kèn có nhãn hiệu Protech, có rất nhiều ngăn và rất tiện lợi, dây đeo. Ngăn bên này mình có thể đựng rít kèn, mouthpiece. Nhưng mà mouthpiece bình thường thì mình để bên trong. Và dây đeo kèn mình để bên này. Và một số phụ kiện như là micro mình có thể để bên này. Và bây giờ mình sẽ mở nó ra. Khi mở nó ra rồi thì các bạn có thể thấy bên trong mọi thứ đều rất tiện lợi, đầy đủ mọi thứ đều cần thiết để cho... Đây, như các bạn đã thấy, bên trong đều rất tiện nghi, mọi thứ để cho những dụng cụ cần thiết cho saxophone. Và mình sẽ giới thiệu các bạn đầu tiên. Đây gọi là mouthpiece. Và mouthpiece này sẽ một phần sẽ quyết định được cái màu sắc của bạn chơi nhạc. Khi mà mouthpiece có thể bằng sắt thì các bạn chơi sẽ cảm thấy như tiếng sẽ bay bổng hơn, hay là tiếng gần hay có thể thé hơn. Còn nếu mouthpiece bằng nhựa thì tiếng sẽ ấm hơn rất nhiều. Và mình thì mình chọn mouthpiece bằng sắt. Đây là một cái mouthpiece mà mình rất là thích. Nó bằng sắt và có nhãn hiệu là Bichler Belly Custom, một mouthpiece của một trong những thần tượng của mình trên thế giới sử dụng, ông Dave Cote hay là Eric Marienthal. Đây, và đây là mouthpiece, còn mình sẽ giới thiệu thêm. Còn đây là cổ kèn. Và cuối cùng là thân kèn. Và bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn thấy. Và đây là hộp đựng rít kèn, hay là có thể gọi là răm kèn. Cũng là một phụ kiện yếu tố quyết định tạo nên màu âm thanh mà bạn có thể thích nhất. Và bây giờ mình sẽ thử lắp cho các bạn thấy. Rít kèn luôn luôn đặt ở cạnh mouthpiece và dính rất chặt. Và đây là ligature dùng để giữ mouthpiece, và mỗi cái ligature sẽ ra được một cái thứ tiếng khác nhau. Và cổ kèn luôn được gắn vào chỗ và tại nơi này. Còn lại sẽ là dây đeo kèn. Dây kèn bạn có thể bó vào cái nấc này của kèn, và bạn có thể tùy chỉnh được độ thấp hay cao theo ý muốn. Và khi mình chỉnh được ở nấc này rồi thì mình có thể vừa với bên người mình.